Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin giải trí mỗi ngày, kênh cập nhật những tin tức nhanh nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie đánh úp fan với style lạ mắt sau khi đi Mỹ về, bóc giá xét đồ Jennie mặc tại sân bay hôm vừa rồi, những pha low tech của Jennie khiến cho netizen cười đau cả bụng, BTS và Permission to Dance vinh dự được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến khi gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc, quán quân Show Me the Money mùa 4 thi lại mùa 10, tuy nhiên giám khảo chấm điểm là Song Mino Á quân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie đánh úp fan với style lạ mắt sau khi đi Mỹ về. Vừa qua ai cũng biết rằng Jennie cùng Rosé vừa vi vu qua Mỹ, nhưng dân tình hóng mãi cũng chỉ thấy vài tấm ảnh của hai nàng mà lại toàn chỉ đi nhặt nhạnh từ nơi khác. Thế mà tự nhiên Jennie nổi hứng up một loạt ảnh xinh xắn đến mê người khiến fan trở tay không kịp. Nói chung là Jennie luôn biết cách biến những cái bình thường thành những thứ thú vị và mới mẻ hơn. Trong loạt ảnh mới đây, cô nàng khoe những góc hình cận mặt với kiểu tóc tết đuôi sam và phần mái lưa thưa được uốn cong xinh xắn. Cứ ngỡ Jennie chỉ thắt tóc hai bên như thường, ai dè soi kỹ hơn mới thấy rằng còn có thêm hai bím tóc đằng sau, trông thực là thú vị. Make up xương xương với má hồng hay hay và son môi bóng nhẹ nhàng, nu, Jennie diện outfit màu hồng với tank top và chân váy cạp cao từ nhà mốt Alexander Wang. Ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng vô cùng quyến rũ và cuốn hút không kém. Nhưng điểm làm dân tình ghen tị đến bay màu là khi giữa tình hình đại dịch mà ai cũng tăng ký thì Jennie vẫn thon gọn và eo lại nhỏ đến mức mặc không vừa chân váy. Nhưng chưa hết, chỉ vài phút sau đó, nàng rapper nhà Hắc Hường lại làm thêm một cú đúp với set đồ sporty màu hồng hot pink. Vốn dĩ dáng áo này là dáng áo dài, nhưng vòng eo đẹp thế này mà không khoe thì hơi phí. Thế nên Jennie đã cuộn áo lên và đeo thêm một chiếc dây ở bụng để khoe khéo vòng hai mê hồn. Bên cạnh đó thì cũng không thể bỏ qua làn da khỏe khoắn đúng chất Âu Mỹ của cô nàng. Bóc giá xét đồ Jennie mặc tại sân bay. Trong một đoạn clip vừa mới xuất hiện trên mạng xã hội, Jennie thành tâm điểm của truyền thông ngay khi vừa xuất hiện tại sân bay và khiến nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Dẫu che kín mặt như ninja lit, nhưng sao nàng vẫn khiến cho người ta xúm xỏ vào mà quay hình và chụp ảnh. Bóc giá tiền xét đồ Jennie mặc trên người thì cũng không rẻ cho lắm. Set đồ nỉ có giá hơn 20 triệu đồng, giày Adidas giá hơn 2 triệu và túi Chanel giá gần 165 triệu, chưa kể kẹp passport giá hơn 12 triệu của Chanel, tổng thiệt hại cả set này ước tính gần 200 triệu đồng. Quả thực là set đồ phù hợp cho những cô nàng năng động và thường xuyên phải chạy nhảy. Dân tình tỏ ra khá thích thú với set đồ trắng muốt từ đầu tới chân này của Jennie, dẫu màu sắc dễ lấm bẩn nhưng dễ mặc, mặc vào là vừa sáng da mà độ cute thì cũng thăng hạng không ngừng. Liệu set đồ này có lại cháy hàng nhờ độ đáng yêu của Jennie chăng? Những pha low tech của Jennie khiến cho netizen cười đau bụng. Jennie hay sử dụng ứng dụng VLINE để livestream với fan. Dù đã dùng 6 năm rồi nhưng cô nàng vẫn chưa nhớ cách mở livestream. Cô nàng còn bảo với fan sẽ livestream khi mạng ổn định nhưng vẫn chưa thấy, khiến cho netizen đùa nhau rằng chắc YG nghèo dữ lắm, không có tiền dùng mạng 4G. Trước đây, khi 4 thành viên của Blackpink đang làm đại sứ cho Samsung, các cô nàng lại thường xuyên để lộ việc dùng iPhone trong cuộc sống hàng ngày. Trong một show diễn, Jennie đã không nhận iPhone của fan để chụp hình mà chỉ chọn Samsung thôi. Tuy nhiên, trong một buổi livestream, mẹ của Jennie đã nhờ cô nàng tăng âm lượng của chiếc điện thoại Samsung. Kết quả là cô nàng đã tắt luôn nguồn của chiếc điện thoại. Một lần khác, khi Jennie muốn sử dụng tài khoản của mình để tương tác cùng người hâm mộ, nữ ca sĩ lại sử dụng bằng tài khoản chung của Blackpink. Khi được fan hỏi có phải là Jennie không, cô nàng đã vô cùng bất ngờ vì nghĩ là ứng dụng không hiển thị tên của người dùng. Thậm chí cô nàng còn thường xuyên chụp ảnh bằng camera thường và đăng tải trên mạng xã hội. 6 trên 10 tấm ảnh sẽ luôn bị ngược sáng. Có lần Jennie còn spam nhầm 59 bức ảnh của mình lên Instagram thay vì phải up ảnh vào album ảnh. Tất nhiên những hình ảnh này cũng chưa qua chỉnh sửa. BTS và Permission to Dance vinh dự được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến khi gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã có chuyến ghé thăm Hàn Quốc và thảo luận về các vấn đề hiện tại cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Được biết đây chính là lần đầu tiên bà Seram có chuyến thăm Hàn Quốc sau khi nhậm chức. Cả hai bên đã cùng nhau trao đổi về nhiều vấn đề, nhưng có một điều rất thú vị là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc tới BTS và ca khúc Permission to Dance. Trong quá trình đề cập đến mối quan hệ liên minh Mỹ-Hàn, bà cho biết, ca khúc Permission to Dance của nhóm nhạc K-pop BTS đang rất nổi tiếng, cũng giống như Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác cùng nhau, chúng ta cũng không cần sự cho phép. Có thể thấy rằng vì nội dung bài hát này rất lành mạnh và phù hợp với tinh thần tích cực trong cuộc sống, nó có thể được các chính trị gia nhắc đến một cách thoải mái. Việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ chủ động nhắc tới bài hát Permission to Dance và sử dụng câu "chúng ta không cần sự cho phép" khi nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc đã cho thấy độ phổ biến của BTS ra sao. Trước đó một ngày, 21 tháng 7, các fan thậm chí đã đón nhận được tin tức đáng tự hào khi mà BTS vinh dự được Nhà Xanh bổ nhiệm làm đặc phái viên Tổng thống cho thế hệ tương lai và văn hóa. Đáng chú ý trong phần chia sẻ về quyết định bổ nhiệm của BTS, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in là Park Kyung-mi cũng nhắc đến ca khúc Permission to Dance. Bài hát Permission to Dance có lời nhạc mang thông điệp khích lệ và an ủi, có vũ đạo sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và nói lên sự hòa đồng và đồng lòng của các chủng tộc khác nhau. Điều này đã thể hiện được ý chí vượt qua dịch bệnh của Hàn Quốc cũng như sự đoàn kết và hợp tác của thế giới vào lúc này. Quán quân Show Me The Money mùa 4 thi lại mùa 10, tuy nhiên giám khảo chấm điểm lại là Á quân Song Mino. Chương trình nổi tiếng về rap Show Me The Money đã bước vào mùa thứ 10. Mới đây, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi mà rapper Basic, quán quân của chương trình mùa 4, bỗng nhiên đăng ký tham gia mùa 10 với tư cách là thí sinh. Thực ra, các quán quân, Á quân hoặc các cá nhân đạt thứ hạng cao ở mùa trước lại tiếp tục tham gia Show Me The Money ở mùa này không phải là chuyện hiếm gặp. Ở mùa thứ 9, nhiều người cũng được một fan khó hiểu khi mà Swing đi thi với tư cách là thí sinh, dù trước đó từng giữ ghế giám khảo suốt nhiều năm. Basic đã chiến thắng Song Mino của Winner để thành quán quân vào năm 2015. Kể từ sau chương trình này, nam rapper cũng mở rộng hoạt động bản thân trong âm nhạc và khẳng định tài năng qua nhiều ca khúc. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của anh chàng khiến nhiều người khá tò mò. Đặc biệt, drama của chương trình có vẻ sẽ căng thẳng hơn trước khi mà ban tổ chức công bố Song Mino giữ chức giám khảo trong chương trình cùng với Gray. Sự việc một Á quân lại đánh giá năng lực rap của quán quân hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người quan tâm. Show Me The Money hiện đang thực hiện vòng tuyển chọn kéo dài cho đến cuối tháng 7. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào mùa thu năm nay. Các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.